Là bánh gì? Nước lèo, câu trên là nước lèo. Bánh bánh kép, pancake. Rồi ok. Để làm một cái ham gì? Bánh mì sandwich đúng không? Bánh mì nè, chúng ta thấy cái bread là bánh mì. Vậy thì ở đây phải là sandwich chứ gì nữa. Rồi, cái gì đây? Là thịt. Cái gì gà gì? Là nói tới thịt gà mà không có xương. Là cái gì? Bon gì? Boneless, không xương. Cái thịt gì mà được nấu trong thời gian dài để nó mềm và ngon là cái hành động gì? Hầm gì? Hầm thịt. Stew gì? Stewing. Rồi, cái gì là một món soup được làm từ noodle? Có thể là beef noodle soup. Beef noodle soup. Rồi, cái gì đây? Trứng gì đây? Trứng thì liên quan gì? Trứng là nguyên liệu đầu tiên của cái món. Trứng chiên đúng không? Rồi, xuống bài dưới. Tôi luôn luôn thức dậy sớm và có một cái thức dậy sớm là buổi sáng thì phải là ăn gì? Ăn sáng là breakfast. Cái gì được làm mặn á, rất là mặn. Cho cái gì mà thêm vào bữa ăn? Mắm này. Fish sauce là mắm, nước mắm đấy. Rồi, thịt được lấy từ một con heo được gọi là gì? Thịt gì? Thịt heo đâu? Pork. Hoặc thịt xông khói hoặc là ham. Tức là thịt mà lấy từ con heo thì có 3 từ để chỉ, đó là pork, bacon và ham đó. Rồi tiếp theo, mẹ của tôi luôn luôn muốn chuẩn bị như thế nào? Ăn những món ăn ngon cho chúng tôi, ngon và mạnh khỏe cho chúng tôi. Bây giờ tasteless là không ngon, vô vị, con này là ngon này. Khoanh vào đây. Ngon. Rồi, câu số 5 chúng tôi có 3 gì? Bữa chính một ngày, bữa ăn là meal, còn dish là món ăn nhá. Chúng ta phải chọn bữa ăn. Rồi, một bữa ăn đầy đủ thì bao gồm 3 món như là món mở màn, món chính và món tráng miệng. Tráng miệng đâu? Dessert là món tráng miệng, nghe chưa? Một chữ sờ là sa mạc, nhưng hai chữ sờ là món tráng miệng. Dessert. Dessert. Rồi, câu số 7 này, anh ta đặt bỏ thêm cái gì vào cà phê của anh ta là sai. Vì thế nó có vị giống như là nước biển. Nó cho cái gì vô mà vị như là vị nước biển? Nó cho cái gì vô mà vị nước biển? Muối. Tiếp theo, cô ấy thích cái gì dừa bởi vì nó healthy và nó đặc biệt ngon? Sữa dừa. Ok, chứ không trà dừa đâu nha. À, cây dừa đâu nha. Rồi câu số 9. Vội vã lên. Một cách vội vã, cô ta ăn một vài lát gì? Bánh mì nướng. Bánh mì nướng với mứt. Toast. Do you know that's almost on our bread? Tức là làm, bạn có biết rằng tất cả các loại bánh mì của chúng ta làm từ bột không? Bột flour. Ok chưa? Rồi xuống mày dưới. Anh ta hả? Thế mới nói. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo này. Anh ấy thích apple gì? Và nhai xinh gôm khi xem football game. Apple gì? Apple chút thôi chứ apple gì nữa. Làm gì có apple pie đây, không có bánh áo táo. Không có cái chữ pie nào, chúng ta chọn apple chút là nước ép táo. Câu số 2, có rất nhiều người nghĩ gì? Nghĩ cái gì? Trà sữa là một cái đánh tráo thông minh đối với nước uống có đường. Trà sữa nhiều đường lắm, uống nhiều không tốt đâu. Rồi làm đi, bây giờ cô đi đón em. Rồi câu số 3, đổ nước vào cơ gạo á nhá. Rồi nấu ở cái nồi cơm điện đấy. Bây giờ chọn cái từ đổ nước này. Tiếp theo, súp có cái gì? Cái vị như thế nào? Vì thế đừng thêm muối nữa, có vị mặn rồi, đừng có thêm muối nữa nha. Rồi A là cay, câu B là chua, câu C là đắng. Câu 5, thêm hành và làm nóng dầu ăn cho tới khi mùi thơm. Rồi, thơm mùi thơm, mùi hành phi hành thơm á. Câu 6, mọi người luôn luôn
sản xuất dầu ăn từ đậu nành hoặc là dợ là gì? Cái này là đậu phộng nè. Chọn câu này, dầu ăn. Câu 7, hầm cái hỗn hợp 3 phút ở cái tốc độ chậm. Hầm. Á, sao mà hầm được? Tốc độ mà, tốc độ chậm thì phải là gì? Đánh. Đánh cái tốc độ giống như máy đánh á, máy sinh tố các kiểu là đánh á. Nha. Tốc độ mà, đâu phải là thời gian đâu. Rồi. Tuấn làm sai rồi. Câu 8, tôi không ăn cái gì đó bởi vì tôi dị ứng với hải sản, tôm. Câu 9, trộn cái nguyên liệu với mì và ăn ngay lập tức, phục vụ ngay tức khắc, ăn liền. Phục vụ hoặc là ăn, nếm. Rồi, coconut, xôi dừa. Xôi dừa là gì? Sticky rice. Ok chưa? Dạ. Rồi, giúp bài dưới. Sam Annie này. Sam Annie.